viên kim cương rất là chiếu, rất là lấp lánh luôn. Vì sao mà Kỳ Lân chọn làm viên kim cương ở đây, mà lại là một viên kim cương 5 ly tư nữa, mà lại là một trong những viên kim cương 5 ly tư đẹp nhất nữa? Nước D VVS1 3 Excellent Quỳnh Quang Ninh, mặt bàn chiều cao đẹp hết, nói chung là một viên kim cương hoàn toàn là xuất sắc, không tì vết. Bởi vì Kỳ Lân làm viên kim cương ở đây và cái khoe như thế này là để Kỳ Lân muốn đeo vào sợi dây chuyền, hoặc là mình có thể móc vào một cái móc để mình đeo như thế này, là viên kim cương lúc nào cũng chiếu lấp lánh hết. Mình sẽ làm một cái móc, mình sẽ đeo vào đây. Khi mà có cái khóa như thế này, có cái khoe như thế này thì mình có thể kết hợp với một cái khóa để mình móc vào, và mình móc vào cái phi này để mà chúng ta đeo vào chỗ cái lưng quần nè.